Xin được chuyển sang những thông tin đang được dư luận quan tâm. Sáng nay, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cùng các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy khoảng 600 kg hàng hóa vi phạm kém chất lượng, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường. Quá trình tiêu hủy được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường dưới sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng tiêu hủy. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm được tiêu hủy tại Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị và Công nghiệp 11, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên trong đó bao gồm nhiều nhóm hàng hóa khác nhau như điện thoại di động, máy tính bảng, ram máy tính để bàn đã qua sử dụng, thuốc lá điện tử, bình khí cười NHO, thùng phi hóa chất. Tổng khối lượng hàng hóa vi phạm tiêu hủy khoảng 600 kg. Hàng hóa vi phạm nằm trong diện tiêu hủy là các sản phẩm kém chất lượng, giả mạo nhãn hiệu, hàng cấm lưu hành và sản phẩm gây hại cho sức khỏe môi trường. Theo lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội, việc tiêu hủy là cần thiết và bắt buộc để bảo vệ người tiêu dùng hội đồng xử lý hàng hóa đã họp và cũng đã trình ủy ban thành phố hoặc là trình tổng cục để mà cho tiến hành cái việc tiêu hủy này thì hàng hóa tiêu hủy ngày hôm nay thì cũng đã được hội đồng trong nay hội đồng này có viện kiểm sát của công an thành phố và sở tài chính và cùng cả các phòng ban của cục quản lý thị trường để tiến hành giám sát cái tiêu hủy 100% các hàng hóa vi phạm năm 2023 này. Trước đó ngày 16 tháng 6, cục quản lý thị trường Hà Nội đã tổ chức tiêu hủy đợt 2 năm 2023 khoảng 1,5 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc bị cấm lưu thông, trị giá khoảng 4 tỷ đồng. Việc tiêu hủy được thực hiện và giám sát chặt chẽ bởi Hội đồng xử lý tiêu hủy tài sản là tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu. Hơn 4 tấn thuốc si sa do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ hợp pháp vừa bị đội quản lý thị trường số 1 Cục quản lý thị trường Phú Yên biên bản tạm giữ khi đang trên đường vận chuyển tiêu thụ. Trước đó khoảng 20 giờ ngày 10 tháng 8, đội quản lý thị trường số 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Phú Yên phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 89H01847 do tài xế Nguyễn Trọng Trung, sinh năm 1989, trú tại tỉnh Hương Yên, điều khiển trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc Nam qua địa bàn tỉnh, chở theo 12.168 hộp thuốc xì sa mang nhãn hiệu nước ngoài, tổng khối lượng trên 4 tấn. Tại thời điểm kiểm tra tài xế xe tải không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp của số lượng hàng hóa trên, hiện lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đã tiến hành lập biên bản để tạm giữ hàng hóa và tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện khoảng 410.000 đô la Mỹ tương đương với 9,5 tỷ đồng được vận chuyển trái phép trong hành lý của hành khách trong khi kiểm tra xe khách lưu thông qua địa bàn cụ thể khoảng 17 giờ 10 phút ngày 8 tháng 8, tổ tuần tra kiểm soát của trạm cảnh sát giao thông Hải Lăng phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Quảng trị tiến hành đón dừng xe ô tô khách mang biển kiểm soát 75B011XX lưu thông theo hướng Huế Đông Hà Quảng trị để kiểm tra. Qua khám xe ô tô khách, lực lượng chức năng phát hiện trong hành lý của hành khách NTL sinh năm 1971 trú tại thị trấn Lao Bảo tỉnh Quảng trị có lượng lớn ngoại tệ, ước tính ban đầu khoảng hơn 410.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 9,5 tỷ đồng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện một đường hầm được đào sâu khoảng 30 mét tại đồi luồng, thôn Thành Công, xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy, bắt quả tăng 14 đối tượng đang khai thác vàng trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có một đường hầm được đào sâu khoảng 30 mét, có ba nhánh đi ngang được gia cố bằng dàn giáo sắt kiên cố tại đồi luồng. Các đối tượng đến đây khai thác vàng trái phép chủ yếu từ tỉnh ngoài như Lai Châu, Yên Bái. Để thực hiện hành vi khai thác vàng trái phép, các đối tượng này đã dựng nhiều lán trại bằng khung sắt, lợp mái tôn, lắp đặt nhiều đường ống dẫn nước, trạm biến áp điện, máy phát điện công suất lớn. Xung quanh được quây hàng rào tôn cao từ 3 đến 4 mét, khiến bên ngoài không quan sát được hoạt động ở bên trong. Khu vực các đối tượng khai thác vàng trái phép là khu đất vườn giao cho một hộ dân để trồng cây lâu năm. Tuy nhiên, vài năm gần đây, người này cho nhiều người ở địa phương khác đến thuê lại hơn 4 hecta khu đất vườn. Hoạt động khai thác vàng ở thôn Thành Công đã diễn ra từ nhiều năm trước đây và chính quyền địa phương đã quyết liệt dẹp bỏ. Nhưng gần đây, việc khai thác vàng hoạt động trở lại khiến người dân hết sức bức xúc, lo lắng.